thưa quý vị, thưởng thức một cái vừa trình bày của ban hợp ca của các chị em trong hội Ái Bạc Liêu. Như quý vị biết, Bạc Liêu chúng ta có rất nhiều đặc trưng và đặc sản như là ruộng lúa phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, nào là muối tôm cá biển, các quý vị. Đặc biệt là hành lễ tiền ngọc anh thanh có nói, có hát cái bài ngâm thơ đó là dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu. Thì quý vị cũng biết là Bạc Liêu chúng ta người hoa rất là nhiều. Chúc này không? Ta hợp ca chúng ta sẽ đưa chúng ta về quê hương Bạc Liêu để thăm lại đồng lúa thân yêu. Và xin mời quý vị trong ban hợp ca của hội Bạc Liêu lên đây để trình bày tác phẩm đẹp Bạc Liêu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ban nhạc và ban hợp ca của hội Bạc Liêu. Xin mời quý vị. Thank you.
thiên tài. Quá hay. Nếu không nói tương lai chương trình văn nghệ ra sao đây, mời anh nhạc sĩ lên trên stage để đánh bài nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông do anh Quang Huỳnh phụ diễn với Bích Hồng, phụ hát và phụ diễn với Bích Hồng điều khiển chương trình hoa hậu Bảo Giàng. Xin mời quý vị, mấy chị trong trong nhà hàng lên thân sân khấu từ từ nhé. Năm nay Bích Hồng xin thông báo một cái thể lệ mới cho các cuộc thi hoa hậu Bảo Giàng 2013 là các chị, các em phải tuổi từ 16 tuổi trở lên Thank you.